Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Clickbuy. Và bên cạnh mình đây tiếp tục là anh Tuyến. Và ngày hôm nay thì chúng mình hãy cùng nhau đi giải đáp cho một cái thắc mắc xoay quanh về một cái sản phẩm vô cùng là hit hot. Đó chính là iPhone 11 Pro. iPhone 11 có gì mà hot đâu em. Ui giời, à, giá nó rẻ này. Giá rẻ lắm anh ơi, iPhone 11 Pro hiện nay đang có một mức giá vô cùng là hạt rẻ. Và đang được rất là nhiều người săn đón. Thế thì lý do là gì thì chúng ta cùng bắt đầu ngay trong đường ngày hôm nay nhé. Bây giờ thì chúng ta hãy thử đi ngay vào cái lý do đầu tiên đi. Chắc là quen thuộc thì đầu tiên chúng ta đánh giá thì về mặt thiết kế đi anh. Thực ra mà nói là iPhone 11 Pro này ấy, thì nó sở hữu lên mình một ngôn ngữ thiết kế nó vô cùng là sang trọng. Nếu mà so sánh với chiếc iPhone 11 thì rõ ràng em có thể nhận ra là nó có mặt lưng được nhám. Được làm mết đúng không? Rất, nhám. Rất đẹp đúng không? Mà đến thời điểm hiện tại iPhone 12, 12 Pro vẫn phải sử dụng cái ngôn ngữ thiết kế nhám này rất đẹp. Nhìn nó sang trọng nó hẳn rất là luôn sang đúng không? Và nhìn bên ngoài thì em hoàn toàn có thể nhận biết ra đây là iPhone 11 Pro thay vì iPhone 11 đúng không? Ngoài ra chưa dừng lại đấy thì cái camera của nó cũng thêm một ống kính nữa. Nên nhìn ở sau này nhìn nó hoành tráng hoành tráng đúng không? Ngay cả phần khung viền, em nhìn ở phần khung viền này em cũng có thể nhận biết đây là một chiếc iPhone 11 Pro bằng cách là cái khung viền này nó là khung viền thép. Còn như cả iPhone 12 này đi chăng nữa, em nhìn ở phần khung viền nó nhám hơn. Nhìn nó biết ngay đây là nhôm. Đó. Nó không thể nào mà bóng bẩy bằng thép cả đúng không? Không bao giờ bóng bẩy được bằng thép. Cái độ nhận diện của cái Pro nó đã được thể hiện. Nên là người dùng chúng ta bỏ thêm tiền để từ iPhone 11 lên iPhone 11 Pro hoàn toàn xứng đáng, nhìn phát biết ngay đây là iPhone 11 Pro. Chứ không phải như những hãng khác, anh em thường bỏ tiền thêm là người ta lại vẫn tưởng là cái điện thoại ra rẻ. Nên là về phần thiết kế, đây là nhìn phát biết ngay có tiền đây đúng phát không? Phát biết ngay có tiền. Ok đấy. Anh rồi, thì đấy là về mặt thiết kế. Thế còn về màn hình thì thế nào ạ? Màn hình ý, thì thực tế ta mà nói nó sẽ không có sự nhảy vọt quá nhiều khi mà so sánh với chiếc iPhone 11 thường hả? Không ạ, nó sẽ không phải bước nhảy vọt quá nhiều so với chiếc iPhone XS. XS thì cũng công nghệ màn hình tương tự như này rồi. Nhưng mà nếu như so sánh với iPhone 11 ý, thì rõ ràng người dùng kỹ tính như mình ý, hoàn toàn có cái lý do để có thể lên nâng cấp. Tại vì là iPhone 11 thường ấy, màn hình của nó chỉ là HD cộng thôi. HD cộng. Đấy, trong khi đấy thì cái màn hình này nó đạt chuẩn là cao hơn rất nhiều, độ chi tiết của nó cao hơn, màn hình sử dụng là AMOLED. Đấy nên là màu đen hiển thị rất là sâu, những cái màu sắc hiển thị nó rất là chân thực hơn, sắc nét hơn đúng không? Nó đẹp hơn. Ok. Nên là người dùng chúng ta lại có thêm lý do để có thể nâng cấp hơn. Đó. Đúng là đáng đồng tiền. Đáng đồng tiền. Ok, thế thì bây giờ mình đã có thiết kế, có màn hình này rồi. Thế bây giờ về camera đi. Camera thì đây có lẽ sẽ là cái thứ mà mình cảm thấy là không cần nâng cấp. Không cần nhất thiết chuyển từ iPhone 11 thường lên iPhone 11 Pro. Mặc dù là cái ống kính thứ ba này nó có tác dụng thật sự là cái ống kính tele, nhưng mà trong điều kiện thực tế hàng ngày sử dụng ấy thì chẳng mấy khi sử dụng cả. Đấy. Thực tế mà nói là anh cũng đã phỏng vấn rất là nhiều người thì cái ống kính thứ ba là ống kính tele này thì mọi người rất ít khi luôn ấy. Ngay cả anh cũng thế thôi. Đúng không? Nó ít đúng không? Rất ít khi mà chuyển sang ống kính tele để chụp ảnh chân dung 6 phông cả. Vì ngay cả ống kính thường thì mình vẫn có thể sử dụng chân dung 6 phông được. Thì trừ khi nào mà chúng ta ở xa quá thì chúng ta mới phải sử dụng cái ống kính tele thôi. Mà trong khi thì nhu cầu sử dụng hàng ngày thì thường sẽ rất là ít khi mà sử dụng đến cái đấy đúng không? Thì vậy nên là thôi thì thêm tiền thì thôi có thì cũng được, nhưng mà nếu mà làm mình thì mình cũng chỉ cần hai ống kính. Có chăng thì là mình sẽ được thêm một cái ống kính nhìn thêm nó sang trọng hơn đúng không? Thôi. Còn thực tế, thực tế sử dụng thì cũng chưa nhất thiết phải đánh đổi lắm. Đúng. Ok. Đấy. Đấy. Thế còn camera selfie thì sao? Camera selfie thì lại không khác biệt gì so với chiếc iPhone 11 thường. À. Vậy nên là anh em có thể hoàn toàn là thôi dừng lại ở iPhone 11 thường thôi, không nếu cần mà, phải. Nếu mà cái nhu cầu chụp ảnh của mình mà mình chú trọng vào nhiều ấy thì lúc này mình cần phải cân nhắc đúng không? Giữa 11 thường và Pro. Rồi, 11 thế thường thì vẫn là ok rồi. Đúng rồi, bởi vì hai cái dường như là nó xem nhau. Ngân xem thôi. Mà nó lại chỉ nó khác về giá nhé. Tiền thôi đúng không? Cho nên cái này sẽ phải phụ thuộc vào tài chính và đúng nhu cầu của mỗi người. Cái camera nó ở cái mức tương độ nhau thôi. Ok anh. Rồi, thế thì bây giờ mình xét về một cái phần mà ai cũng quan tâm đi, đó chính là về cấu hình. Cấu hình thì thực tế ra nói là nó lại không có một sự khác biệt quá nhiều. Mặc dù là 11 Pro nó sẽ có RAM nó lớn hơn so với 11 thường, nhưng xét nhu cầu thực tế hàng ngày sử dụng thì iPhone 11 lại đáng mua hơn. Tại sao? Vì là nó sử dụng cái màn hình chỉ là HD cộng, nó thấp hơn so với chiếc iPhone này. Nên là thành ra là cái hiệu năng để con chip nó xử lý dành cho một công việc đấy ở trên cả hai máy ấy, thì trên chiếc iPhone 11 nó sẽ tiêu tốn ít điện năng hơn. Ít điện năng hơn. Đấy.
mà trong khi đấy hiệu năng thì lại tương đương nhau. Nên là thành ra là người dùng chúng ta khi mà lựa chọn chiếc iPhone 11 Pro này thì chấp nhận là đó chính là pin nó sẽ không hơi thấp hơn một chút so với chiếc iPhone 11, mặc cho là cấu hình nó tương đương nhau. Cấu hình thì xử lý thì thực ra mà nói là 11 nó hoàn toàn thừa dùng rồi. Đấy, cái chiếc máy này thì cũng tốt thôi, nhưng mà đấy anh em thực sự có nhiều tiền đó. Chứ còn như nhu cầu của mình ý, thì iPhone 11 và 11 Pro thì không khác biệt nhau quá nhiều. Okay. Đấy. Như vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau đi đánh giá lại về sản phẩm iPhone 11 Pro. Và rõ ràng rằng là như anh Tuyến đã chia sẻ với chúng ta, thì nếu mà là cá nhân em, bản thân em thì có lẽ là em sẽ thiên hướng sử dụng iPhone 11 hơn, đúng không? Bởi vì thật sự là những cái gì mà em nó mang lại thì cũng xem với cả iPhone 11 Pro. Nhưng mà về cái mức giá thành thì nó sinh viên hơn, phù hợp với em hơn. Cho nên là đấy là ý kiến của mình. Thế còn các bạn thì các bạn thấy thế nào? Hay thì các bạn hãy cùng nhau để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần comments để chúng ta có thể trao đổi thêm với nhau nhé. Và đừng quên đó lại like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh YouTube của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nhưng mà đây là chiếc điện thoại giá rẻ nhất có camera 3 ống kính. Hiện tại luôn hả anh? Xịn sao. Thì 11 làm gì có 3 ống kính đâu. Ok.